Hello anh em, nếu như anh em là một người chơi Buddha trong tựa game Lockroot và anh em chưa biết những cái melee nào khi kết hợp với trái Buddha thì sẽ BB và farming ngon nhất thì video này dành cho anh em. Ok, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em top những melee ngon nhất khi kết hợp với Buddha để farming và BB nha anh em. Ok, và trái gì đây? Mình đã nhặt được trái Revive rồi anh em. Ok, và video thôi anh em ơi. Ok, và cái melee đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái Dragon Talon nha anh em. Muốn có Dragon Talon anh em phải học được cái hơi thở của rồng ở chỗ thằng Sabi bên C2 để YCP anh em nâng lên V2 nha anh em. Ok, và để nâng Dragon Talon lên V2 thì anh em hãy đến cái đảo gọi là Haunted Castle và nói chuyện với con Uzod này, nó sẽ giúp anh em nâng lên V2 nha anh em. Thì anh em phải cần đâu đó 400 mastery của hơi thở của rồng và Fragment cộng với Belly nha anh em. Thì lúc đầu cái Dragon Talon này nó đánh khá chậm cho nên nó sẽ không phải là cái món đồ ngon dành cho những người chơi bút đồ, nhưng mà sau khi chỉnh sửa thì nó đánh tương đối nhanh nha anh em. Và cái AoE của nó cũng khá là rộng, bao gồm những cái chiêu gọi là đánh xa và nổ mấy cái vùng xung quanh nha anh em. Nó sẽ thích hợp cho những bạn gọi là đi farm và những con quái nó sẽ không dễ dàng tiếp cận anh em đâu. Nhưng nói về cái phần đam trong BB thì cái này cũng gọi là khá là ngon nha anh em. Với ba chiêu thức gọi là ZXC thì anh em có thể dễ dàng đánh bại đối thủ ha. Ok, và đến cái melee tiếp theo thôi anh em. Ok, đến với cái melee tiếp theo thì đó là cái sắc men character nha các bạn. Thì để lấy cái sắc men character này, anh em cần phải có 400 mastery của cái Underwater Kung Fu và đâu đó 5k Fragment cộng với việc mở khóa cái thằng Dai Rock đó, thì anh em cần lấy một cái key ở bên C1 nha anh em. C2 mình nhầm nha anh em. Thì cái nhiệm vụ này thì anh em có thể lên YouTube để xem qua nha. Thì mình muốn nói với anh em những cái character người cá này thì nó gọi là đánh tạm ổn và khá nhanh để cho những anh em BB và combo nha anh em. Đây anh em sẽ thấy bộ chiêu thức của nó ha. Đây anh em, gọi là đam rất là to nha anh em, cộng với những cái chiêu gọi là stun đối thủ khá là khó chịu nha anh em. Nó đấm gọi là rất là nhanh luôn anh em đấy, những cái con quái này thì mình đấm tầm đâu đó 4-5 cái là nó hẹo mà đấm nó muốn bệnh luôn anh em vậy nè. Ok, và qua cái melee thứ ba nha anh em. Thì tiếp theo đó chính là cái Death Step ha các bạn. Và anh em muốn lấy cái Death Step này thì nó cũng tương tự như cái character người cá thôi anh em cần có 400 mastery của cái chân lửa V1 và đâu đó 5k fragment, 5 triệu tiền, và anh em lại chỗ mà cái con boss đầu kia anh em đánh nó thì sẽ có tỷ lệ rơi cái key và anh em mở khóa cái cửa thư viện mà anh em mua Death Step thôi anh em. Và Death Step này mình khá là thích nó, nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó chính là đánh gần anh em. Nhưng mà cái chiêu thức của Death Step nó đã khắc phục được phần nào những cái nhược điểm của Death Step, chính là cái chiêu X anh em ạ. À, đấy, nó bắn khá là xa nha anh em và đam cũng khá là to. Cái chiêu Z nữa anh em, nó giúp anh em dễ dàng tiếp cận đối thủ hơn, thì nó cũng đã triệt tiêu đi phần nào cái bất lợi của Death Step ha. Thì ngoài ra Death Step còn có cái chiêu nữa anh em, nâng cái chân lửa này thành chân lửa riêu nha anh em. Thì nó có hiệu ứng đốt khá là mạnh ha. Thì để mình xem cái đam đốt của nó bao nhiêu anh em. Thì đam đốt nó không nhiều, nhưng mà gọi là nó xoay lâu thì nó sẽ đốt máu của đối thủ khá nhiều ha. Ok, mình không có bút đô ở đây nên mình sẽ không làm mẫu cho anh em xem được. Đến cái melee tiếp theo thôi anh em. Tiếp theo đó chính là cái melee thứ tư mình muốn nói đến, đó chính là cái God Woman này nha anh em. Cái God Woman này khá là khó lấy, mình phải farm đâu đó khoảng vài chục tiếng mình mới lấy được anh em. Thì God Woman này đã khó lấy thì cái số bộ của mình là V1 với God Woman thì nó càng khó lấy nữa nha anh em. Anh em cần 400 mastery tất cả các melee mà vàng fragment các thứ anh em mới lấy được nó ha. Thì về cái mặt gọi là AoE thì cái God Woman này nó đánh khá là gần nha anh em. Thì bù lại cái khoảng đó thì đam nó khá là to. Ok, mình test cái mastery 600 mát của cái God Woman này xem đam nó như nào ha. Thì trung bình một đấm của mình khoảng 2k5 đam anh em ạ. Đấy, anh em có bật cái tộc khác thì nó đấm mạnh hơn thì mình không nói ha. Thì đến với cái bộ chiêu thức thì cái God Woman này nó khá là nhiều cái chiêu biến dạng được anh em, cho nên là khá là thích hợp để BB ha. Thì anh em có thể cầm cái này mà không sợ bố con nào luôn, vì nó chỉ thua trùm cuối thôi nha anh em. Ok, và anh em muốn biết trùm cuối cái video này là ai đúng không anh em? Ok, mình sẽ đến ngay cho anh em xem ha. Ok, và cái trùm cuối của video này đó chính là cái Edric V2 rồi nha anh em. Thì mình đoán cũng khá nhiều anh em đoán được cái Edric V2 này rồi. Thì anh em muốn lấy cái Edric V2 này thì anh em cần đâu đó là 400 mastery của cái Edric V1 và lại cho cái con tộc Min này và trao đổi với nó bằng cách lấy 5k fragment và 5 triệu tiền hay sao á, mình nhớ như thế anh em. Và cái Edric V2 này thì nó khá là ngon về trong cái bảng BB và farm luôn nha anh em. AoE của nó gọi là rộng nhất trong mấy cái AoE của mấy cái vũ khí mà cùng ở bên C3 của nó nha anh em. Thì cái BB của nó cũng khá là tạm ổn nha anh em. Không phải tạm ổn đâu, gọi là khá là xuất sắc trong những cái BB luôn ấy. Anh em có khi lia đại chiêu C thì nó cũng trúng đối thủ luôn nha anh em. Thì cái server mình đang khá là lag. Cái chiêu Z của nó cũng khá đặc biệt khi mà nó có thể giữ im mà stun đối thủ ha anh em. Ấy thì khi mà mình là một cái beginner trong cái BB anh em
thì cái Aegis này nó là cái vũ khí gọi là yêu thích nhất của mình luôn anh em, bởi vì anh em có thể dễ dàng chống đối thủ nè, đam khá to nè, là AoE cũng xa nữa, hùi lát vừa lờ anh em ạ. Đấy anh em có thể thấy này, 121 phải 12k 190 đam thì anh em thấy nó khá bá rồi. Thì với những cái bốc của bút đồ thì cái này nó càng bá thêm nữa nha anh em. Bây giờ mình chưa bút đồ, mình chưa có thể cho anh em thấy được, và video mình ở đây thì nói chung này nó cũng đã kết thúc được rồi anh em. Nếu như anh em muốn mình làm nhiều video hấp dẫn hơn thì anh em hãy cho mình một like, subscribe, nhấn vào chuông ha. Và mỗi chủ nhật, mỗi tuần mình sẽ livestream cái quay robot và DF mình biểu cho anh em nha, đặc biệt cái bộ đồ nha anh em.